Hello, xin chào cả nhà, chào tất cả mọi người ha. Chào buổi sáng, đầu tuần. Chúc cả nhà có một tuần thật là may mắn, vui vẻ. Hôm nay mình lên. Trời bữa nay chắc cũng mưa, nhưng mà sáng nay thì có hơi chút nắng. Thấy dự báo thời tiết là mưa, nhưng mà có thời gian thì mình lên mình làm. Hôm nay là lên mình trộn đất. Mình bù cho những cái chậu mà nó xuống quá trời nè. Rồi mình bỏ phân, rồi mình dưỡng lại cho cái cây dâu nó ra ngó nha. Còn mình trộn đất hay mình bỏ phân thì không bao giờ thiếu phân bò ha. Đó, mình nghe có người nói là dâu tây không nên bỏ phân bò không tốt, nhưng mà theo mình thì không có, nó lại khác. Mình đa phần là từ khi mình trồng dâu tới giờ thì mình bỏ toàn là bỏ phân bò không ha. Đó, đại khái là bỏ phân bò tại vì nhà có trồng rau á, nên mình phân bò nhiều. Rồi đây là vỏ trứng, thì nói chung là có cái gì bỏ đó. Đây đất, còn đây là trấu. Thì mình có cái gì mình bỏ đó, nhưng mà phân bò của mình là không thiếu ha. Bây giờ là mình trồng đất, rồi mình bỏ phân cho cây. Rồi những cái chậu này nè, người thấy nó quá trời thấp, cái đất nó xuống nhiều quá đó. Rồi có ra trái nha, cái nó không có đưa ra ngoài, cái nó nằm dưới cái đó, dưới cái chậu nè. Với lại mình chưa có kịp lấy bao mình bịch lại á. Nè, nhà xem. Con này là không phải chim mà con trùng con gì nó ở dưới đất rồi nè. Những cái con gì mà nó nằm dưới đất nó cũng lên nó ăn được hết. Cho nên là nó thòng xuống gì đây nè nó. Cho nên bây giờ mình thay thay cái đất, mà kiểu mình đôn cho nó cao lên rồi mình cũng làm mới cái đất mới cho nó luôn. Cái này thì hư rồi đó. Đây đây nó cũng đang ngó rồi ha. Theo như cái đây thì mình cũng nên xịt thuốc cho nó nè. Xịt thuốc gì? Xịt thuốc sâu với thuốc gầy thôi, thuốc mấy con gầy á. Đa phần mình lên mình bỏ phân mình lấy lại thì những cái lá già, lá mà nằm sát đất nè, nó già nè, là mình ngắt hết đi. Đó, ngày thường là mình lên mình chăm dâu là vậy. Hay là những cái cuống mà trái đó nó thòng ra đó, rồi mình ăn xong rồi đó mình ngắt bỏ hết. Đó. Cái dâu mình đây lâu lắm rồi mình chưa có bỏ phân nè. Này xịt thuốc cho nó chứ để sâu nè. Nhà thấy lá này bị sâu nè. Dâu của mình hôm nay nó cũng ra trái cũng rất bình thường ha. Nhà xem. Cái dâu này hồi lúc nó ra trái hồi đầu năm á, hồi Tết á. Hồi trong ra ngoài Tết nó ra bông ra trái thì cái nó ra từng cọng mà bây giờ bông cái nó ra chùm chùm vậy nè. Mình cũng không biết loại giống dâu gì luôn, nhưng mình chỉ biết ở trong vườn mình là trồng có ba bốn loại, nhưng nó thì không biết dạng loại dâu gì nữa. Đó này, nhà xem có cái con gì nó chui vô đây rồi nó ngồi ở trong đây nó ăn ở trong đây luôn nè. Rồi mình dịch cái đây bứt luôn. Chắc con này cũng con sên, ốc sên nè, con bạch trần hay là con gì à. Nó nhiều chân lắm, mình không biết kêu nó bằng con gì luôn. Bây giờ mình trộn đất ha. Mình trộn đất trộn phân á, thì mình đại khái mình nắm thôi chứ mình không có lường ha. Là kiểu như là đất phân bò thì nó ít hơn đất một chút xíu, rồi trấu thì ít. Đây
thì sáng mình mới lên ấy, mình mới xuống dưới lầu á, mình xách lên đây. Đất đây cũng thuộc về đất ruộng, đất hồi đó người ta cũng làm ruộng, nhưng mà mình người ta cho mình trồng rau đó, trồng cũng lâu rồi. Mà cái cỏ này nè, mình không lấy ra là nó mọc dữ lắm luôn, nó giống như cỏ diệu ở bên mình vậy đó, không biết phải không. Đây là cái trứng, cái trứng là mình bỏ vô đại khái thì cũng xốp đất nữa. Mình ủ qua cái phân bò mình ủ qua rồi đó, trồng nhiều lắm luôn. Mình trồng lên. Đất này nó mấy ngày nay mưa nè, mấy tầng luôn, nuôi cả tầng hơn tầng luôn. Đất nó cũng dẻo lắm. Nó không có xốp. Trời ở bên đây tháng này là mưa dầm ha, mưa nhiều lắm, với lại mưa chứ không mưa là không có nước uống. Trời mình có thời tiết là do này mưa thối đất luôn. Mình chọn cho nó đều lên rồi ha. Rồi cái mình lấy cái thùng này nè, cái chậu dâu á, mình đổ nó ra. Chậu nhỏ mình đổ ra trước đi. Có trái nữa nè. Cái này ngắt. Chứ để hồi mình làm cái nem nó cũng dập. Cái tấm cây hồi nãy đâu rồi? Rồi mình gác cái máy lên chứ để ở dưới đó, dưới đất này không có thấy. Cho cả nhà xem. Rồi. Rồi cái thùng phải đập vô chứ không đập một chút nó không có ra đâu.
Đây. Đây. Để cho mình nói cho các những cái con đây đây. Các nhà thấy nó bò không nè. Những cái con này nè, nó cũng ăn dâu đó. Dâu mà nó thọng dưới đất á là nó lên cũng ăn. Nó. Bây giờ mình lấy một cái ha. Chậu dâu ra gì, mình để xuống đây. Mình đổ cái đất này vô. Cái này dâu nó mục, mình phải lấy thêm ít gơm nữa. Cái đất thùng á mình để dưới bên dưới cái đất nó không có, cái đất nó không có lọt ra ngoài. Cái đất nó không có lớn ra ngoài. Lót như vậy nè, nó có rớt ra ngoài. Rồi mình bỏ đất vô dưới. Nó lên. Cho kiểu như mình muốn làm đất mới cho dâu vậy đó. Nhưng mà thường thường mình thấy người ta làm đất mới thì nó lấy một nửa nha. Nhưng nó bất kể những khi mình sợ nó mất sức cái cây dâu, cho nên mình không dám lấy ra nhiều đất đâu. Có người thì người ta lấy một nửa ha. Thì làm vậy thôi. Đó. Mình xem. Rồi mình bứt những cái lá này nè, lá già, những cái gốc của nó, cái lá hư rồi đó, những cái cọng nó ăn rồi nè. Đó. Làm sạch sẽ những cái lá dưới nè. Wow, cái này rất làm đầy nền hết rồi. Ngồi đi quét đó là mình canh sao cho nó cao lên gì nè, nhìn không đó, mình làm mình muốn làm cho nó cao lên gì đó. Mình lấy cái đất mới này nè, mình bỏ vô thêm. Còn những cái chậu nào cao quá thì mình bươi lỗ, mình bỏ phân bò ha. Rồi. Theo mình thì cái này bỏ thì cũng hơi cao rồi đó, đất thì cũng hơi cao rồi đó, mình cho nó thấp thấp xuống một chút nữa thôi. Lỡ rồi cái chậu này mình để gì đi, cái chậu sau mình làm thấp xuống một chút xíu nữa, thấp mình chừa cái mấy chậu khoảng 2 phân 3 phân gì đó. Wow, cái chậu này bự quá. Làm sao mình đổ nó ra đây, quá trời đúng luôn. Mình cũng sắp đập cái thùng này thành nhựa. Mình đập cái đồ nó cũng dễ rớt ra. Cả nhà xem cái đất trong này, cái dầu nè. Hoa rẽ ra quá trời luôn. Cái này hơi to. Hơi mệt. Đâu. Cũng ra được cả nhà ơi. Wow. Cái rễ nó ăn tích xuống dưới luôn không? Bỏ ít gơm vô. Ủa. Rễ nó ăn nhiều chưa? Đừng nói nhiều quá, có nhiều quá giống như cái chậu trước nữa.
Này mình bỏ thì mà mới đất xuống đi. Cỏ này những cái lá mà mình có bứt qua mình bứt không có vô trong á, nó già nó úa đó, mình lấy sạch sẽ đi. Đây giờ nó ra bông, ra nó mới ra bông ngang ngó nè, mới ra bông lại thôi nè. Để cao quá cả nhà không thấy đó. Đó, mình để làm như cái chậu đây thì vừa này ha, nó cho nó xuống như vậy thôi, cho nó cao lên gì nè. Cái này thì chắc cũng 5-6 phân rồi chứ không có 2 phân đâu đó, cho nó cao nè. Cả nhà xem cái này nó cũng mới ra bông nè, cái này nó mới ra bông thôi, nó ra bông mình phải ra ngó, cho nên là mình làm gì cái cho nó nuôi ngó nuôi bông rồi cái dâu á. Dạo này sâu nhiều nè, mình cũng nên xịt ít thuốc. Bỏ con bò ở trên đây thì mình còn chỗ, mình bỏ con bò vô đi. Con bò như vậy mà con bò là mình nhớ là phải ủ qua nha. Rồi làm mới cho chậu dâu rồi cái ngó nè, lấy ra ngó như mập không. Thường thường á mình lấy ngó là mình không có lấy cái đuôi sau đâu, ít lắm. Có cây nào mà nó mập mà cái ngó này ra mình không để ý đó. Cái nó ra dài quá mà bự quá đó, cái mình tiếc thì mình mới để thôi. Cho nên nhưng mà nếu mình thấy là mình ngắt hết trơn à, nó nhiều khi có cái mình không để ý thì mình để, rồi mình thấy là mình ngắt bỏ. Tại vì cái ngó ăn sao đây này nó không có tốt, tại vì cái cây mà nó nuôi ra cái ngó ở trong đây rồi nuôi thêm cái ngó ở ngoài nữa, nó không có tốt lắm. Rồi mà tới chừng mà mình cắt cái ngó trong này rồi á, mình cắt đi trồng á, còn ngó ở ngoài cái rễ nó ra chưa có nhiều á, mà nó cũng mất sức, nó cũng héo nữa, cho nên là mình ít có lấy lắm. Đa phần là mình cắt khen, nhiều khi mình không thấy thì mình để thôi, hay là nó bự quá là mình tiếc. Cho nên nhiều khi tiếc quá thì cắt sớm đi đỡ tiếc hơn đó. Là bữa nay là mình đổi cây, cái cây nào thấp thì mình mới làm gì ha. Rồi bây giờ mình đi bỏ phân bò, mình đi làm phân bò cho các nhà cùng xem là cái cách mình bỏ phân bò cho dâu. Rồi cho cả nhà xem, đây là những cái chậu dâu ở trong cái chậu giấy, ở chậu vải ha. Thường thường thì lên mình bỏ phân này, mình lâu quá mình bỏ này không, cỏ nó lên đầy thì mình bỏ. Trước khi mình bỏ phân bò là mình hơi xới, mình xới nó lên, xới hơi ở trên thôi chứ không có xới sâu quá. Xới sâu quá rễ dâu nó nằm ở dưới á, nó mình xới mình cũng coi coi nè, mình xới mình thấy cái rễ nó đâm ra nhiều quá thì mình đừng có xới sâu. Đa phần là mình bỏ phân bò, mấy đợt mình bỏ phân bò là mình bỏ vậy đó. Cái này là rễ dâu, cây dâu con nè, bởi mình trồng dâu rồi mình cái trái nó ăn á, hay nó bị hư mà nó cũng đẹp, mình bị hư đó, có mình giục tùm lum hết chứ, nó lên nè. Cả nhà thấy cái dâu con đây cũng có nữa nè, nó nhiều lắm luôn, mọc nhiều lắm. Trồng dâu con cũng khoái lắm, tại vì nó ra ngó nhiều lắm luôn đó. Thường thường là mình bỏ phân cho dâu là mình cái gốc, bởi vì lý do sao mà mình kêu mình trồng một bên ha, mình trồng một bên còn bên mình bỏ phân gì đây. Đó. Rồi mình lấy phân bò. Đó. Đa phần là mình bỏ phân cho dâu là mình bỏ gì ha, mình bỏ một bên vậy nè, mình móc giữa gần cái gốc cũng chút cũng được nữa, đừng có gần quá. Đó. Gần quá nó cũng đâu có tác dụng như ở gốc rễ nó nằm mà nó ăn ra ngoài mà. Đó. Phân bò thì nó cũng dễ. Là mình bỏ rồi xong mình lạnh nó lại. Đó.
phong cách của mình là mình làm như vậy. Đây đây cũng vậy. Xong mình lấy cái đất này đắp sơ sơ lại. Đó. Sau phát mình bỏ phân bò là mình bỏ gì không á? Mình tới lên nó thì nó xốp đất hơn. Nhưng mình phải coi nha. Mình xới cái này mình coi gốc rễ của nó đâm sâu quá, nó ra nhiều quá ha. Không nên xới sâu. Xới sâu quá đất rễ của nó hết. Đất rễ của nó một phần thì không sao, nhưng mà nhiều quá đó nó mất sức cây dâu lắm. Đó. Đó. Đó là những cái chậu. Đây là những cái chậu ha. Mình quay sơ sơ. Mình làm đại khái cho cả nhà xem rồi một hồi á mình xuống á, mình tắt máy mình đi mình làm hết. Chứ mình mà quay hết cho cả nhà xem luôn lâu lắm. Những cái dâu đây cũng vậy. Thường thường là những cây đây là trái giờ nó còn chút chút không nè. Mình nên xịt thuốc cho nó ha. Tại hôm bữa mình cũng thấy gầy nó ăn lại rồi đó. Gầy nó ăn lại rồi. Nên mình bịt lấy cái này mình giữ đồ ẩm cho nó nè. Phiền cái là mỗi lần mình bỏ phân á, mình phải lấy nó lên. Nó trong chậu bự gì thì mình móc hơi xa xa một chút cũng được. Xa xa một chút thì cái rễ dâu nó không có ăn ra nhiều á. Đó. Cái trái dâu này đẹp không, nó cũng bị con gì nó cũng rỉa rồi nè. Đại khái đằng thôi mình cũng đi sách mình hái hết đi, hái trái tay ươm ươm chín chín mình hái hết, mình hái mình bỏ phân đặng mình cũng xịt thuốc cho nó nữa. Cái cây đây thì hai cây, hai bên mình bỏ tiếng giữa nó ăn hai cây, nó ăn đều hai bên luôn. Trước khi bỏ thì mình nên cắt những cái lá già nè, tỉa bớt đi nè, những cái cộng cuốn, cái cuốn như cuốn trái dâu nè, mình ngắt nó hết, làm cho sạch sẽ cây dâu. Rồi cây nào mà cái gốc nó lồi ra, cái hồi mình lấy đất mình lấp lại, mình lấp cho nó hơi lại, lấp cho nó đừng có lấp sâu quá, phải lấp cho nó lồi, nhưng mà cái rễ này nó lồi lên rồi nè, mình phải đẩy lại. Ở đây thì mình bỏ phân chính giữa đi ha. Những cái trái đây nè mà mình gớt gớt xuống này nè, mà nó hơi ươm ươm cái là cái con ở dưới đất nó ăn trơn, cho nên mình lấy cái đồ mình gác lên, hay là mình lấy cái miếng mình đẩy lại cho giữ độ ẩm á, nó cũng nhờ được cái là cái dâu nó nằm ở trên. Nhưng mà bỏ phân thì nó bất tiện thôi, bỏ phân mình phải lấy nó lên, như những cây đây cũng vậy nè. Bây giờ hết trái rồi mình phải nhổ nó lên, xong mình bỏ phân.
hơn những cái chậu mà những cái cây mà đất cái gốc nó lồi lên quá đó. Cái mình trộn đất mình bỏ vô, mình lắp lại, lắp cho nó sơ sơ cái gốc thôi ha, đừng nên lắp luôn cái đọt nữa hả, lắp cho nó đừng có rễ, nó đừng có lồi lên thôi. Cây cây nào mà cái rễ nó lồi lên đó, thì mình lắp lại thôi. Làm cái cây nhiều quá giờ bật lên cũng mệt nè. Cướp những cái lá già này đi. Cái dâu này hôm bữa mình cũng ngắt cái ngó, đâu rồi sao không thấy, hôm bữa mình cũng ngắt ngó, ở đuôi nè, mà bữa nay nó lên nữa đó. Nó nhiều không, mình không xịt thuốc vào những cái lá non như vậy nè, là bị sâu nó ăn đó, nhiều lắm luôn. Mấy bữa nay nó bắt nhiều lắm, sâu lắm luôn nè, nó ăn lủng lỗ luôn, hàng sâu lông nữa nè. Đây nè xem nó sâu lông nó cũng ăn nữa đó. Dâu con gì nó cũng ăn được hết. Bây giờ nó vẫn ra bông ra trái ha. Cái dâu mình trồng bây giờ nó vẫn ra bông ra trái, ra ngó, nhưng mà bông trái nó vẫn ra bình thường à. Vẫn ra nè, nó vẫn có nhưng mà nó không có nhiều thôi, ít. Nó vẫn ra bông. Còn những cái ngó này ốm quá, nhất nó bỏ đi. Mình bón phân xuống rồi mà nó ra ngó mập á là mình để. Hay bây giờ những cây ngó nào nó ra rồi đó, nó mập mập á thì mình để. Còn là ốm quá nó bỏ đi, để cho nó nuôi đó. Mình ngắt những cái lá già mình làm cho cái gốc nó sạch sẽ vậy nè. Mình thấy nó sạch sẽ chưa, nó sạch sẽ gì đó. Vậy là mình bỏ phân lên. Thường thường mình trồng cái gì, mình cắt cái gì thì mình bỏ chính giữa. Mình bỏ chính giữa thì hai cái dâu á, cái rễ nó đâm ra hai bên á, nó ăn được hai cây luôn. Mình đắp lại. Rồi cứ mỗi cái cây gì đó mà cái chính giữa này mình móc nó ra, móc lỗ nó ra, cũng tùy theo mọi người thôi. Bỏ phân bỏ trên cũng được, nhưng mà theo mình cái suy nghĩ của mình thì mình bỏ phân ở dưới gì thì nó tiếp thụ, nó hấp thụ nhanh hơn, cái rễ dâu nó hấp thụ nhanh hơn, ăn phân nhanh hơn. Mình móc một cái lỗ rãnh vậy nè, mình bỏ nó xuống. Nó cũng tùy theo mọi người, muốn bỏ dưới bỏ trên cũng được, sao cũng được. Nó đây cho mọi người bữa mấy cái ngó dâu là mình trồng nè, mà cái ngó đây bị con sâu gì nó ăn lủng, đứt đọt đứt cổ hết trơn rồi, chịu thôi. Cái này dâu này cũng phát triển không có tốt lắm nè, cái mấy ngó nè. Cái lá nó kỳ kỳ là chắc cũng có mấy con bọ, mấy con gậy đeo, rồi sâu bọ nhiều đó. Cho cả nhà xem cái dâu mà mình trồng bằng hột nè. Cả nhà thấy nó ra ngó rất là nhiều luôn, là mình bứt không biết bao nhiêu cái ngó rồi đó. Là mình để một cái ngó nè, thấy cái ngó bự bự mình để ra một cái nè đó. Nhưng mà nó ra nhảy ngó nè, nó ra đây một cái nữa nè, là từ ở dưới gốc nó nhảy lên là nhiều lắm luôn.
Đó, trồng cái dâu mà bằng hột đó là nó ra ngó vậy đó. Bữa nay anh lên cũng đẹp lắm. À, anh nhìn thích không? Anh nhìn thấy đây ha. Rồi giờ mình đi hái mấy trái dâu này đi. Rồi em lấy hai cái bịch. Sáng lên là định bỏ phân thôi, cho nên là không có lấy gì để đựng dâu hết. Tháo cái bịch. Rồi dứt bánh cúng rồi, mạnh tay quá, không muốn trái dâu bự không nè, nhà thấy nó cũng bị con này con kia nó ăn nè, nhưng mà ăn được, vẫn ăn được, không sao. Đây, đây con gái nha. À, trời ổng cũng mưa nữa rồi, để này không có được. Mấy cái ngày nay dạo này mình hái cái dâu nè, ăn nó chua, nó không có ngọt nhiều đâu, mùi thơm của dâu thôi nó hơi lợ lợ à, mưa nhiều quá đó, ăn nó đâu có ngon đâu. Để cũng như không, cái này thì chưa có chín lắm đâu, mình ăn gì cũng có ngon, nó có chất chua nhiều lắm, nhưng mà mình để cũng đâu có ăn đâu. Rồi cái nhà xem cái trái dâu mới ửng ửng hồng hồng rồi nè, mà nó gỉ anh hình chim đó, mình để cũng ăn không ngon đâu, trời cũng mưa nữa rồi. Hôm nay trời được chút xíu mình rảnh rảnh rồi mình lên bỏ phân đây, chứ bữa nay chiều chắc mưa nữa rồi đó, giờ này sáng sớm mà ui ui rồi. Cây dâu này, cái trái này nhìn đã luôn á. Cho nhìn xem, nó chín mà nhìn nó bóng lưỡng không. Hái đi. Với lại trời mưa nhiều cái dâu mình cũng bị dễ bị hư lắm, nó bị nước nhiều á, cái nó bị úng. Cũng được ít trái.